Yêu cầu chúng ta là viết công thức cấu tạo của alken và xylo alkan, công thức là C4H8. Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn đó là chúng ta sẽ tính cho thầy C4H8. C4 là hóa trị 4, H8 là hóa trị 1. K chúng ta sẽ bằng tổng liên kết B cộng vòng. Nếu đây đề không cho alken và xylo alkan, chúng ta phải suy luận đó em nhé. Ở đây mình cho rõ luôn cho bạn hiểu đó. 2S4 trừ DS1 cộng 2. Tất cả chúng ta chia 2, đáp vô. 2 nhân 4 trừ 8 cộng 2. Tất cả chia 2. Thì đây mình tính được đó sẽ bằng 1 đúng không em? Dạ đúng rồi thầy. Bằng 1 thì có hai trường hợp. Trường hợp 1. Chúng ta lưu ý với thầy, K chúng ta là những giá trị nguyên, được chưa em? Rồi, trường hợp thứ nhất là chúng ta có pi bằng 1, v bằng 0, tức là không có vòng. Sau đó em sẽ định hướng cho thầy C4H8 có bao nhiêu bộ khung. Triết lý thầy dạy cho bạn đó là quy tắc 1 1 1 2 3 5. 1 1 1 2 thì C4 sẽ có hai bộ khung. Bộ khung thứ nhất. Đối với bộ khung thứ nhất thì em sẽ điền liên kết vào bao nhiêu vị trí? Đang vào bao nhiêu vị trí em ơi? Bộ khung thứ nhất thì điền liên kết đôi vào bao nhiêu vị trí đang ơi? Hai. 2. Vị trí đây này, ví dụ đây là 1 2 3 4 thì em điền vào vị trí nào? Giữa 1 với 2 và giữa 2 với 3. Đúng rồi, tại sao không giữa 3 với 4 được? Vì nó trùng với cái 1 với 2. Đúng rồi, đối xứng. Rồi, đối với bộ khung thứ hai thì em điền vào mấy vị trí? Trùng, mấy vị trí trùng? Dạ thêm nghĩ là một thôi. 3C này như thế nào em ơi? 3C màu xanh với C màu trắng là đối xứng đúng không? Như vậy điền vào một vị trí hoàn toàn chính xác. Rồi, trường hợp 2 là chúng ta khảo sát là vòng. Trường hợp 2 là V bằng mấy? V bằng 1. Thì chúng ta khảo sát như thế này. Đầu tiên mình khảo sát vòng 4 cạnh. Được chưa em ơi? Sau đó chúng ta giảm xuống vòng 3 cạnh. Thì chúng ta có 4C thì gồm 1C ngoài vòng, thế là xong. Đó. Lưu ý là yêu cầu có thể yêu cầu là bỏ cái đoạn này này, để bỏ chúng ta cái alken và xylo alkan này, chúng ta vẫn hiểu em nhé. Chúng ta chỉ cần là tính được cái K là chúng ta biết được trong này nó có cái gì, thế thôi. Được chưa nào? Nhiệm vụ còn lại là điền hydro. Cái này nó hơi khó nên thầy sẽ làm giúp cho bạn luôn. Chúng ta điền sao cho nó đủ hóa trị 4 là được. Đây 1 2 thì chúng ta điền 2 hydro đủ hóa trị 4 này. 1 thì điền 3 hydro. Biết điền hydro chưa? Thế thôi. Cho kỹ nhiều em ơi. V bằng 1. Tất cả vị trí chúng ta điền sẽ 2 hết vì có 2 gạch rồi. Rồi, cho ý kiến gì về câu hỏi này hay không? Và theo đánh giá của thầy thì đây là một câu hỏi dễ em nha. Đó. Người ta không cho nó là cyclo alkan và anh kia chúng ta vẫn làm bình thường, chúng ta chỉ cần tính K là được. Được chưa? Lưu ý này, nếu ở đây người ta yêu cầu chúng ta làm mạch hở thì chúng ta chỉ xét trường hợp 1. Nếu yêu cầu mạch vòng, chúng ta chỉ xét trường hợp 2. Thế thôi.